Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại quay trở lại với kênh của mình. Đây, sau mình vừa mới cạo dạ xong mọi người ạ. Cạo xong một lát dạ. Rồi, anh em đang có phân loại cá mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người. Ở đây được toàn là cá héo thôi. Có mấy con mực, mực nhỏ. Chưa lớn là bắt rồi mọi người. Còn có mấy con mực lá nữa. Chưa kịp lớn luôn, chưa bắt được con mực láng to đi. Là cá láng vào đây đi, cá đây đi châu. À được, có một con mực láng to rồi. Còn bắt toàn mực láng tí tí luôn mọi người. Chưa kịp lớn luôn. Đây có mấy con mực tuộc rồi. Đây, mấy con tuộc to luôn. Chờ bám rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video 6 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nghỉ máy.